Chính khí ca phóng tác thơ Quách Anh Trường phổ nhạc Ve Sầu. Hỡi người võ sĩ võ Vi Nam, hay là sắp nhập vào hồn dân tộc, đau nỗi đau bất tận của giống nòi. Thế kỷ này thế kỷ của vươn lên, mà vẫn khó vẫn nghèo trong tối hơn. Nghĩ cũng là kẻ được thời ôi vinh quang tột đỉnh, người xa cơ vẫn đói rách cơ hàn, kẻ xu thời vẫn bán rẻ lương tâm, người tranh đấu vẫn bầm gan tim mật. Ơi người võ sĩ võ Vi Nam, hay là sắt nhập vào hồn dân tộc, đau nỗi đau tội nhục của giống nòi. Thế kỷ này thế kỷ thứ bao nhiêu mà nhân phẩm nhân quyền chưa biết đến. Nghĩ cũng là kẻ được thời vơ vét của dân oan, người giàu có đắm chìm trong lạc thú, kẻ đua đòi vẫn bất chấp nhục vinh, người trí thức vẫn tìm phương cứu chữa. Hỡi người võ sĩ võ Vi Nam, hay là sắp nhập vào hồn dân tộc, đau nỗi đau nhục thể của giống nòi. Thế kỷ này thế kỷ của hơn trăm, mà vẫn bắt vẫn đầy con dân Việt. Nghĩ cũng là giặc phương Bắc đang tràn vào cổng ngõ, chiếm cao nguyên chiếm hải đảo đất liền, chúng mưu đồ thâu tóm cả giang sơn, mà dân tộc vẫn còn chưa tỉnh thức. Hai người võ sĩ võ Vi Nam, hay là nước chảy vào hồn dân tộc, để dấy lên khát vọng của dân mình. Thế kỷ này thế kỷ của bao dung, ta máu đỏ da vàng không thương xót. Nghĩ cũng là dân đói khổ đang càng thêm phấn khởi, dân kêu oan đang nhắm mắt làm ngơ, dân xuống đường đòi tự do công lý, đang xua quân tàn ám dân oan. Hỡi người võ sĩ võ Vi Nam, hay là đuốc rọi vào hồn dân tộc, để nói lên ước vọng của dân mình. Thế kỷ này thế kỷ của tình yêu, xây nhân nghĩa nhân quyền cho thế nhân. Hỡi người võ sĩ võ Vi Nam, hay là sóng cuốn trôi mọi áp bức, hay là gió thổi đi những bất công, hay là nắng sưởi ấm cho mọi nhà, hay làm người Việt Nam giống lá hồng, hay làm người võ sĩ võ Vi Nam.